Đây là Nguyễn Văn Thẩm, 40 tuổi, ở xã Lương Phi, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Gã đàn ông này có sở thích hơi kỳ lạ là thường lẻn vào nhà người dân để rạch mùng trộm tài sản. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Thẩm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo lực lượng công an, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 11 tháng 3, nhận được tin báo của người dân tại khu vực ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân có một đối tượng lạ mặt nghi vấn trộm cắp tài sản nên lực lượng công an đã mời về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, trong túi đựng đồ của đối tượng có kiềm, kéo, 11 điện thoại di động và 1,2 triệu đồng. Đối tượng khai tên Nguyễn Văn Thẩm và thừa nhận số tang vật này do y lẻn vào nhà người dân rạch mùng trộm được. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.